Vậy thì ở kênh phân phối các bạn để ý một chút nữa là nó có một cái ngôn ngữ người ta gọi là xung đột kênh. Thì để quản lý kênh phân phối, người ta chỉ làm quản lý xung đột với kênh thôi. Xung đột kênh có nghĩa là thế này. Xung đột kênh thì nó có hai cái khái niệm là xung đột dọc và xung đột ngang. Xung đột dọc có nghĩa là xung đột các cái kênh phân phối ở các cái cấp độ kênh phân phối. Các bạn hình dung ra chưa? Ví dụ từ nhà sản xuất đến nhà bán lẻ và nhà bán lẻ đến người dùng, khách hàng, thì xung đột kênh có thể xảy ra khi nhà sản xuất làm việc gì ạ? Bán hàng trực tiếp cho gì ạ? Cho khách hàng. Có nghĩa là nhà bán lẻ bị cạnh tranh bởi chính gì ạ? Chính nhà cung cấp của mình. Các bạn hình dung ra chưa? Vậy thì trong quản lý về xung đột kênh, các bạn phải nhớ là gì ạ? Chúng ta đã làm với khách hàng bán lẻ nào ở khu vực nào thì đừng làm gì ạ? Đừng có giành khách hàng của họ nữa, mà hãy hỗ trợ cho nhà bán lẻ bán được gì ạ? Bán được nhiều hàng hơn. Ví dụ các bạn nhà có rất nhiều, trong thực tế có rất nhiều những cái công ty người ta gọi là vừa bán buôn vừa bán gì ạ? Bán lẻ. Cái đó rất nguy hiểm các bạn. Ví dụ nhà sản xuất này có thể lập ra một website và hỗ trợ việc bán hàng. Nhưng mà khi khách hàng đặt hàng thì họ sẽ đẩy cho các cái nhà bán lẻ ở gần nơi đó để phục vụ tốt hơn. Thì đó gọi là một chiến lược giải quyết xung đột kênh cực kỳ chuẩn. Các bạn hình dung chưa ạ? Tất nhiên phụ thuộc hoàn toàn vào chi phí. Nhưng đừng có nhà bán lẻ họ đang bán cho khách hàng này, chúng ta lại nhảy luôn và chúng ta gì ạ? Bán trực tiếp. Thậm chí nếu khách hàng này mà hỏi mua lẻ, chúng ta cũng sẽ không bán, mà chúng ta bán cho, mà chúng ta đẩy thông tin xuống gì ạ? Cho các nhà bán lẻ lân cận. Các bạn hình dung chưa? Đấy là xung đột dọc. Còn xung đột ngang là xung đột giữa các cái nhà đại lý hoặc là nhắc các nhà phân phối với nhau trong một cùng một khu vực địa lý. Xung đột ngang có nghĩa là nhà sản xuất đây họ có thể có rất nhiều đại lý 1, đại lý 2, đại lý 3, và phục vụ các cái đối tượng khách hàng. Các bạn hình dung ra chưa? Thì xung đột có thể xảy ra khi chúng ta chọn các nhà đại lý này ở khu vực đại địa lý gần nhau quá. Gần nhau quá thì nó sinh ra một cái việc là gì ạ? Là khách hàng họ sẽ có thể họ chọn đại lý này mà không gì ạ? Không chọn đại lý kia. Nó dẫn tới cái việc là đại lý sẽ phản hồi nhà sản xuất là tại sao vừa cung cấp hàng ở chỗ này lại cung cấp hàng ở chỗ gì ạ? Chỗ đối thủ của tao. Bởi vì các đại lý này chính là gì ạ? Đối thủ của nhau. Các bạn hình dung ra chưa? Thì đây người ta gọi là xung đột ngang. Và để giải quyết được vấn đề xung đột ngang này, chúng ta hãy chia khu vực ra. Cái này trong những cái bài toán thực tiễn, đấy là khi sale đi làm việc ấy, chúng ta chọn cái nhà phân phối là bán hàng cá nhân, tức là đội ngũ sale ấy, thì có một cái lỗi, đấy là chúng ta không chia khu vực cho sale. Nếu chúng ta không chia khu vực cho sale thì chắc chắn sẽ dẫn đến cái xung đột giữa các sale với nhau. Bởi vì họ sẽ thấy chỗ nào dễ thì họ sẽ vào. Đúng không ạ? Và có những cái khách hàng là có những cái thực tế là có những nhà hàng mà họ cung cấp nguyên vật liệu chẳng hạn, thì một ngày họ phải tiếp đến 4 sale nhưng mà cùng một công ty. Bởi vì sao ạ? Cái sale đó không được chia ra khu vực. Và nhớ những cái khu vực đấy nó không được gì ạ? Không được gần nhau quá hoặc là không được chồng chéo quá. Thì cái này rất là đơn giản thôi, nhưng mà có những người khi mà làm chiến lược về kênh phân phối họ sẽ không để ý. Và xung đột sale hoặc là xung đột ngang này nó nguy hiểm hơn xung đột dọc. Xung đột ngang này thì nó có thể nó dẫn đến chúng ta sẽ mất luôn cả gì ạ? Cả hai hoặc là cả ba khách hàng trong khu vực đấy. Bởi vì họ đều mất quyền lợi. Các bạn hình dung ra chưa? Cho nên là cẩn thận, khoanh vùng rất chuẩn. Sau đó mới gì ạ? Trong đó có một cái tiêu chí để chọn đại lý nữa, là chúng ta sẽ làm sao để tránh được những cái xung đột này. Ok. Vậy thì tôi tóm tắt lại về kênh phân phối. Kênh phân phối thì có 3 cấp độ về kênh phân phối, đúng không ạ? Cấp độ trực tiếp, cấp độ từ sản xuất đến bán lẻ đến khách hàng, và cấp độ sản xuất, bán buôn, bán lẻ và đến khách hàng.
Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cấp độ tùy vào gì ạ? Tùy vào mặt hàng và tùy nguồn lực. Sau khi có những cái đó rồi, chúng ta sẽ chọn tiêu chí là chất lượng nhiều hơn là gì ạ? Số lượng. Và phụ thuộc hoàn toàn vào gì ạ? Vào định vị. Trong khi chọn và quản lý thì chúng ta nhớ là quản lý xung đột các cái kênh, tức là xung đột dọc hoặc xung đột ngang, tránh để có xung đột. Hình dung không ạ? Và nhớ là chiến lược về kênh phân phối, chúng ta cũng phải nhớ là đi hoàn toàn theo chiến lược định vị. Các bạn hình dung không ạ? Định vị như thế nào thì chúng ta chọn cái kênh phân phối như vậy cho nó phù hợp với định vị.